Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay lại đến với một cái bệ sung này. Bệ sung này khá đẹp anh em ạ. Cây này thì đang trồng dưới đất này. Bệ của nó thì mình cũng đắp cao lên rồi, chứ còn nếu mà cây này mà lên chậu thì đẹp lắm này. Bệ cái phía thân này thì nó nũa hết rồi. Nó chạy lên này, nó dính vào cái chỗ này, nó dính và nó chạy lên trên này. Chắc này ta phải xử lý cho cây này anh em ạ. Chúng ta lều nghều nó nhiều thân quá, mà thân nó không rõ ràng này. Chắc chạy lên đây, đừng chạy đây. Có thể là mình chọn thân đây là thân chính này. Thân này, còn cái thân này thì phế nó đi. Cây này hôm bữa nó ra nhiều quá lắm, hôm nay nó cũng rụng hết rồi anh em ạ. Quả đang ra nơi tì đây. Quả thì tí cũng phế hết anh em, để cho nó nuôi cành. Những cái cây này giống như là những cái cây bỏ hoang ấy mà tôi cũng chả chăm sóc mấy, nên là nó không phát triển được tốt. Những cái cành khô thì mình phế hết đi. Cành này chắc cắt xuống lên luôn, nuôi cái thân chính này. Tay bên này cũng vậy này, cái tay bên này là sai này. Có thể là tôi cắt giật lại đây luôn anh em ạ. Để nó ra những cái tán thấp ở đây thôi. Mà cái đuôi này nuôi to lên, giật lại hết. Mình làm những con tử sau này, hoặc là mình làm cái cây này làm cái cây con thú đó, thì mình những cái chỗ này làm những cái đuôi của nó cũng được. Cây này thì khó làm dáng, rất già, cây này rất già, già nhăn nheo hết. Thì giờ tôi này làm cái này anh em xem cho vui nhá.
Đây anh em, nói chung là cũng xử lý sơ sơ cho nó thôi này. Như cây này sang năm mà nó khỏe lên anh em, tôi có thể là moi cái bớt đất ra để xử lý bớt những cái rễ này đi anh em, để cho cây này nó cao lên. Tại vì phía dưới nó còn bệ, phía dưới nó còn đẹp lắm. Những cái rễ cao thì mình xử lý dần đi hết. Đây, những cái cành này phế lại hết, phế đi hết. Mình chỉ nuôi những cái mầm nhỏ ở dưới đây thôi. Còn nuôi cái thân này là thân chính anh em. Chạy vòng này. Khi nào cái thân này nó to bằng khoảng cổ tay ấy, giật phần ở đây là thành cây. Quả ra chi chít thì chỉ này anh em. Bữa nó ra nhiều lắm rồi. Dũng hết rồi. Cái đoạn này chuẩn bị cho quả hết. Cây này nó già quá rồi. Nhiều anh em làm sung toàn thích quả thôi. Cành thì nuôi nèo ngoài nèo nguèo, cứ nuôi quả. Nuôi quả nó chậm, chậm cành nó chậm lớn lắm anh em ạ. Những cái cây này khi nào mà mình làm cho nó cây nó hoàn thiện đi rồi mình làm quả sau anh em, thì lúc đấy cây nó mới giá trị. Nhiều người cứ bảo sung không giá trị, những cây mà nó già này mà nó đẹp này này, khi mình tạo tác đẹp mà nó ra quả thì nó chả khác gì giá của những cây khác đâu anh em. Còn những cái cây mà người ta trồng mà kiểu trồng công nghiệp, người ta uốn những cái lồ xo ấy thì nó cứ 200-300 một cây ấy, người ta bán cho thị trường rất nhiều anh em. Những cái cây đấy nó không có giá trị đâu, tại vì nó non mà. Nó chỉ được 2-3 năm nên người ta uốn theo kiểu trồng kiểu công nghiệp ấy. Còn những cái cây mà mình được, những cái cây mà nó già mà mình tạo tác mà mình lại được những cái vết cắt giật thế này anh em. Cắt giật lên lại giật giật. Mà khi nó đẹp mà nó ra quả thì rất giá trị. Thank you.